Hôm nay mình làm cái clip um, thuốc gắn, thì làm cái clip uh, thuốc gắn này á, thì uh, mình làm con gắn chỉ là cái da nó trắng và đường ruột sốt xuất huyết, từ lâu rồi mình tâm sự với anh em chút đi, từ lâu rồi thì anh em á, mình cũng không có làm nữa anh em á, mình ngưng không có làm nữa tại vì mình công chuyện thì công chuyện cũng có lúc rảnh nhưng mà mình thấy làm clip hoài thì mình cũng không có muốn làm muốn chỉ anh em nào qua điện bên mình thôi mà mình bao nhiêu người anh em khác tham khảo chỉ mình bình luận chỉ với chữ mình cũng nhiều lắm nhưng mà mình biết nói sao giờ mình tính nghĩ chỉ luôn rồi đó nhưng bao nhiêu anh em người ta muốn mình chỉ tiếp cho anh em ta nuôi dẫn thần cũng gắn lợi Lúc trước mình chỉ anh em thần con gắn thiên nhiên Nhưng mà mình chỉ chưa cách anh em thần như thế nào cho con gắn đạt Mình chỉ anh em chỉ lựa con gắn thôi chứ mình chưa có chỉ tới cái mức độ mà anh em đem con gắn về thiên nhiên Mua của người ta anh em thần thế nào Thì mình nói với anh em mình chỉ là mình chỉ hết Mình bữa nay làm luôn 3 clip cả clip bên đẻ Thiên nhiên và nuôi con gắn con rồi mình chỉ cách cái chuồng quan giả thu con gắn như thế nào Nó không hao hụt Mình vẫn chỉ cho anh em hết luôn Trong bữa nay mình làm 4 năm clip luôn Một lần một là mình nghỉ luôn Là cuối cùng mình không có làm clip nữa Sau này những cái clip anh em muốn mình đạt chỉ đừng đặt bẫy gắn đó mình chỉ thuốc đặt bẫy gắn luôn cho anh em rồi mình làm là làm bên cái clip khác mình không có còn bên cái dân quê bắt gắn này nữa mình ra cái clip bên khác mình chỉ bên anh em là bên cái đặt gắn lợi dưới cách nuôi chuột đồng rồi anh em coi cái chuồng này mình nuôi cái gì ha nên rồi mình nói bên đây thôi mình để anh em coi chuồng này mình nuôi gì thôi còn cái thuốc á trước khi anh em mua là anh em coi kỹ nghe cái thẻ thuốc này nha cái tên nó nè anh em thấy không Thấy cái tên nó chưa về à, hàng chữ đó Anh em thấy rõ không Cái thẻ thuốc này nè anh em coi kỹ nha Là nó chỉ bên cái trắng da Đường ruột sốt xuất số huyết để miệng Thì mình gọi kỹ cho anh em Anh em coi là hàng chữ thì sẽ rõ nha là thẻ thuốc này là đúng 36 ngàn nè anh em Còn số 36 000 là cái hình con cá gũ phi nè nó cá chê nè Con cá cha nè Con lương nè cá lóc nè ếch nè bao ba nè anh em thấy không còn hàng chữ dưới nữa đây anh em thấy chưa <laughs> anh em coi gõ nghe coi là cái thuốc này nè bình uh, ninh bình nè công thức của thằng ninh bình anh em coi cho rõ hàng chữ đó nghe mình quay rồi anh em ra tiệm thú y anh em mua gan như cái thẻ thuốc này ha. còn không có thì mình đọc cái thuốc này nó trị bệnh như thế nào ha. thì anh em ra ngoài đó anh em mua không có thì anh em thế thứ khác vô anh em coi kỹ nha anh em coi rõ chưa coi hàng chữ nó như thế nào đó rồi mình mới chỉ anh em bên cái thừng con gắn lại cái nhãn hiệu logo của người ta đó anh em thấy không anh em coi rõ chưa đó cái này là bên thuốc thu y nha anh em hồ chí minh ninh bình thành hồ chí minh này, công ty này công ty ninh bình này anh em nhìn rõ nó phải không rồi bắt đầu mình mới giải thích cho anh em mình đọc luôn cho anh em coi là nếu như anh em không có mình lấy cái soi cái đó nếu như anh em không có thằng thuốc này thì mình phải kiếm thuốc khác ha kiếm thuốc khác <laughs> nó thay thế thằng này cũng được tại vì có mấy em với cần thơ những anh em khác mình cũng đưa cái thẻ này mua nhưng mà chỗ khác nó không có thì anh em mắc lên tới trên mình mua thì nó xa xôi lắm nhưng mình nói với anh em á là mình làm thuốc này mình đã thử nghiệm hôm nay cũng lâu lắm mà mình ngưng một thời gian mình thấy anh em bị cái chuồng chạy nó sơ chịch là con gà gắn nó bị phòng cái da nó trắng đó thì mình muốn làm như mình thử cố gắng mình như thế nào rồi mình mới đưa lên mình nó coi đạt đến mức độ tới đâu rồi mình mới đưa lên cho anh em coi như thế nào là anh em mua gì anh em xử lý nó nhưng mà cái thuốc này á Thì nó cũng chưa có đạt tới mức độ 100% cho mình Thì nó đạt mức độ là mình thử nó gọi là mức độ nó khoảng 70% Là nó đỡ hao hụt anh em một phần nào rồi Đó Thì mình mong anh em thì kiếm thẻ thuốc nó không giống như gì nhưng mà nó phải nó trị bệnh đây mình đặt mình đọc cho anh em coi đặc trị nè đạn miệng nè sốt xuất huyết nè trên thân nè hậu môn sưng đỏ lở lép tuột nhớt con gắn hô hành thì mình nó cũng vẫn tuột nhớt nó không thấy hết nhớt thì con gắn nó nuôi cũng không được nữa thúi đuôi trắng mình đó anh em nhớ cho gõ đó mình đã đọc rồi thì anh em nhớ cái tên nó đặc trị như vậy đó nếu mà nó không có cái thằng nhãn hiệu này thì anh em kiếm thằng khác thay thế thằng này cũng được anh em nghe gõ chưa? Dạ anh em thấy gõ không? Đó mình quay lại cho anh em coi đó. Gõ gệt luôn đó. Anh em coi nghe. Nó 36 ngàn. Cái thuốc này 36 ngàn nè. Rồi mình chỉ anh em. Anh em mua con gắn ở ngoài ha. Mua gắn ngoài thiên nhiên. Thì anh em nghe gõ nè nghe. Anh em nuôi mua con gắn ở ngoài thiên nhiên. Thì bắt buộc á. Anh em phải lựa con gắn ví dụ như người ta bán giá là một trăm gửi hai trăm ngàn gì đó mình không biết cái dạng nó tùy theo chỗ hay quạt nó gắn lúc thời điểm lên xuống thì mình không biết giá là bao nhiêu mình ví dụ như giá một trăm ngàn đi một trăm ngàn một ký người ta bán thì anh em mua một trăm ngàn một ký thì mình lựa những con gắn nào đẹp thì mình lấy con gắn nào xấu thì mình để lại cho người ta mình nói trước với người ta ha rồi mình lựa hay quạt là mình cho người ta thêm 10 000 bán ờ, Mua ăn 100, tôi mua 101 Chỉ cho tôi lựa con gắn lợi, để tôi nuôi Thì anh em mua con gắn đó, Mình nói gần cho anh em Cái đầu của nó Với cái mỏ, cái đầu của nó vừa cái mang đó Cũng như anh em biết cái đầu thì nó phớt cái đầu chút xíu Thì nó, nó vừa cái mang của nó thì cũng gắn đó nếu anh em nào đặt lập thưa thì con rắn nó hay có kẹt ở đầu anh em tháo ra thì nó phải chạy bên mang bên đỏ nè ở trên hay ở dưới nó cũng phải chạy dãy hay hoặc là nó không chạy dãy thì nó phải đỏ bên cái hông đó nó có lằn cái thứ nhất cái thứ hai thì cái mỏ của nó phải nguyên dạng không bao giờ mà không bao giờ mà cái mỏ của nó mà nó chạy xước là anh em nuôi không bao giờ được trong cái, cái con rắn đó vì con gắn hậu hành đó thì con rắn hổ hành á là nó không phải như con rắn hổ hèo con rắn hổ hành thì nó nhụi xuống ba cái bã nó độ ẩm cao cho nên nó ướt cái miệng hoài anh em không bao giờ xử lý thuốc sức cái miệng nó được còn con rắn hổ hèo nó ở trên thì anh em sức thuốc nó dặn hết anh em thừng lại được còn con rắn hổ hành là nếu anh em chày mỏ rồi anh em không bao giờ sức thuốc nó được từ khi của nó sống thiên nhiên của nó là nó mới lành cái miệng của nó còn mình để vô là mình thường không có được con gắn đó cho nên anh em lựa con gắn đó là phải tránh xa con gắn đó ra chạy mỏ kẹt đầu anh em đừng nên lấy hai con đó còn những anh em nào đặt cái là... lợp mua gì à? thì cái lưng của nó chuột nó nhâm chút đỉnh một hai dấu cái đó là không đành vấn đề mà anh em phải lựa con gắn cho nó bóng nó đẹp miệng đến dưới đầu nó đừng có chạy xước là ok không có gì hết cái thứ hai nữa anh em lựa con gắn cái với con gắn đực thì con gắn cái với gắn đực anh em nhìn cái bộ đuôi của nó ha nhìn cái bộ đuôi của nó thì nó cái hậu môn của nó cúc họ chăn đích nó đó là nó bự cái đuôi nó nhỏ cục giót nhọn là con gắn cái còn con gắn nào cái đuôi nó dài cũng như chiếc đũa mình ăn đó nó thon cả hông môn nó từ trên tới dưới nó thon dài là con gắn được còn con gắn cái nào anh em mua nó đang giao phối nó đậu thì anh em dòm hơi bên hông nó hai bên hông nó mình nó dẹp mình nó hạ xuống nó dẹp lại mà nó bóng hai bên mé là con gắn đó đang giao phối nó đang đậu còn một cái nữa con gắn nó cũng người ta mình nó bóng hay không bóng cũng người ta mình người bóng người không đó là cái hình của nó tròn con gắn đực cũng vậy cái hình nó cũng vẫn tròn con gắn cái cái hình nó không như tròn như con gắn đực anh em nuôi từ ngày lâu lâu anh em để ý nó còn gắn đực gắn cái ra sao rồi nó giao phối đậu con gắn đó không đậu anh em nhìn cũng vẫn biết nếu đậu là cái mình nó bè ra liền đó cách thức cái, cái thẻ thuốc cái thẻ thuốc này đây ha đây mình để máy ở đây rồi cái thẻ thuốc này đây thì anh em mua về mình gọi chuồng anh em xây nè xây ví dụ như anh em xây lên một anh em nghe lời mình đi xây một mét sáu nha gọi anh em dán gạch bông nè nào anh em mua đem con gắn về anh em thần á càng nhất đầu tiên là cái cây con mực đầu tiên là cây cao mực cái thứ hai á là cái thẻ thuốc này nha cái thứ ba là con cô đồng mà nếu có con cô đồng là nó càng tốt con cô đồng là nó sổ rất là hay anh em mua con gắn của người ta đem về anh em nuôi đó thì con gắn của người ta để trong chuồng trong bao lứ người ta để trong nước ta ngâm đó nó ở đáy ra đó nó rất là dơ cho nên là nó uống cái chắc nó vô. Thì anh em đem về nuôi là bắt buộc anh em phải sổ cho nó một cái là con cô đồng. Nếu mà anh em chứ anh em không có con cô đồng đó, thì bắt buộc anh em phải dùng thằng tứ này như cây con mực. Nhưng mà nó không lợi thua đứt đường con cô đồng mình. Nó thắng cho anh em một câu không lợi con cô đồng luôn. Cả thuốc này dẫn cây con mực. Nó không bao giờ lợi con cô đồng nổi nếu mình không có thì mình bắt buộc mình phải làm nó thôi nếu nếu mình có thì mình phải dùng con cua đồng mình sổ mình đâm nó là trước khi anh em mua về à, thì anh em phải để trong cái bao lứ để trong nước sạch của nó rồi anh em để vô cho nó ỉa đáy có rửa cho nó cho nó sạch rồi anh em sớt cái bao lứ gắn anh em mua về à, anh em sớt qua cái bao lứ mới anh em để ra ngoài nắng phải không anh em phơi nó ngâm nước cho nó rửa nó đi nó đáy ở đâu đó là hoàn sạch sẽ anh em phơi nó hơi nóng da một chút anh em mới xớt cái bao lưới khác là cái bao lưới sạch anh em để vô cho nó uống để vô cho nó uống một cái rồi rồi mới lấy ra ngoài lấy ra ngoài rồi xong mình để đôi ba tiếng đồng hồ nó gáo ra mình mới để vô nó một lần nữa chỉ cái thao thuốc cây con mực chung cô đồng mình dùng được hai lần anh em dùng lần thứ ba thì nó ỉa đáy chỏng nó dơ là nó uống trở lại cái nữa mình dùng một lần thứ nhất nếu mình có nhiều thì mình dùng một lần một mình bỏ cái cây con mực cua đồng với thuốc này là mình bỏ nó không xài nữa nếu mà mình không có thì mình dùng thêm một lần thứ hai nữa là thôi mình muốn làm lên là thằng lần thứ ba thì anh em phải đâm thêm một lần nữa cây con mực và con cua đồng với là cái thằng thuốc này là trong ba lần là một ngày đó anh em phải dùng 3 lần với hai lần nếu anh em có khả năng mua con cua đồng được hay là kiếm cua đồng anh em dùng 3 lần còn bằng không anh em dùng hai lần đó là nó mới nuôi được con rắn nó mới sổ ra cái chắc dơ chắc giấy đó là anh em thừng mới được còn một cái thứ hai nữa thì trước khi anh em mua về đó con gắn thần đó anh em đừng có nên để cỏ gác bất cứ thứ gì trong chuồng thì anh em xây một mét vuông hay là hai mét vuông năm bảy mét vuông cũng được cái đó là không có quan trọng điều cái chuồng lớn hay chuồng nhỏ anh em nghe kỹ nghe mình nói anh em nghe kỹ cái chuồng lớn chuồng nhỏ mình không có quan trọng mà quan trọng cái thứ nhất là anh em để không có để cát nhiều mà anh em để chỉ có 5 phân cát thôi 5 phân cát có nơi năm phân cát thì nó khoảng bao nhiêu thôi chứ không có không có cao năm phân bao nhiêu mình đổ cát xương đừng cho con gắn nó bò xuống cái nền xi măng mình chán là nó chạy cái lượng bụng của nó lâu ngày nó đỏ cái lượng bụng của nó anh em để cho nó nằm ở trên đổ vô đó anh em đừng có để cỏ gác cây cấu gì hết trơn để cho nó chống lỏng hết trơn cũng như cái chuồng đây mình quay gần mình nói anh em cũng như cái chuồng là bốn góc ha bốn góc nè anh em thấy không cả bốn góc luôn đó thì anh em để mỗi một góc một góc vuông một góc vuông ở chân góc vuông này nè là anh em phải để một xô nước ha mỗi một góc anh em để một xu nước là bốn góc cái chuồng nhỏ anh em để bốn góc thì anh em phải để bốn máng nước ha bốn máng nước còn những cái chuồng anh em nào mười mấy hai chục mét vuông thì anh em phải để sáu 6 cái máng nước cho nó uống đặng chi con gắn của mình á nó không có cỏ là nó không có trốn con gắn mình nó bò bằng đêm nó vẫn bò bằng ngày vẫn bò nó bò, nó bò ngang thao nước nó là nó uống nó bò ngang thao nước nó uống là con gắn mình nó rất là mạnh mà nó ra ngoài nó nằm thì tối nó bò đi nó kiếm chỗ đi thì bắt buộc nó phải ngang thao nước nó uống còn nếu anh em đem con gắn về mà anh em thần đó anh em để cỏ lên minh mông hà xứ thì anh em thả vô con gắn thần nó không có ăn vì anh em điện qua mình nó con gắn thả vô không ăn thì đúng rồi anh em điện anh em đem về thả vô nó đâu có ăn đâu con gắn thiên nhiên của người ta anh em đem về thì nó chỉ trốn thôi nó đâu có ăn đâu đó từ khi những anh em nào đặt cái lợp con gắn mới chạy của người ta đặt lợp người ta đem về người ta thả liền còn anh em đặt lợp rồi anh em mới bán cho những cái thương lái người ta mua người ta bán lợi năm ba ngày sau hay hoặc 10 ngày sau con gắn nó bán ra chưa được thì tới anh em mua thì con gắn nó rất là nó yếu nó uống ba nước dơ nước cứt này kia nọ con này đái ỉa ra con này uống qua uống lợi uống con kia thì con gắn mình nó vô vào đường ruột không đó cho nên mình bắt buộc con cổ đồng và thuốc với cây con mực đặng mình sổ nó ra mình uống mới được Rồi anh em để nó vô anh em để nước cho nó uống phải không Anh em phải cho nó nhịn đối từ 10 ngày cho tới 15 ngày Nếu anh em sót nè anh em nào sót ruột á Thì 10 ngày anh em phải để cho nó ăn Rồi anh em anh anh em để mồi vô cho nó ăn Còn bằng không thì phải nửa tháng Rồi á từ ngày anh em từ ngày để vô Để thả con gắn vô chuồng thiên nhiên rồi thì anh em phải coi nó hàng ngày anh em coi hàng ngày con gắn nào bóng đẹp thì anh em chừa lại ha còn nếu như anh em nào coi con gắn không đẹp da nhăn mà con gắn yếu tuột nhất thì anh em bắt con gắn nó đi đem ra ngoài anh em đem lại anh em bằng ăn hay hoặc anh em đem lại những chỗ người ta căng gắn đó anh em bán lại cho người ta người ta bán lại những cái người khác ta mua ăn thịt đó là nó không có lỗ mình bao nhiêu hết mình nói gì anh em hiểu rõ chưa nó không có là lỗ lã gì bao nhiêu hết cho nên con rắn đó là con rắn nào nó mạnh nó bóng thì mình nuôi rất là đạt chứ không có cái gì mà nuôi không được con rắn thần hết còn đây nè anh em con rắn anh em nuôi rồi đó trong cái chuồng ha anh em thả trong cái chuồng giòn đóng 5 ngày là cái thùng giòi này đây anh em thấy thùng giò này không thùng giò này nó nằm khoảng chừng cỡ năm bảy lít nước hả à. chừng có 10 lít trở lại chứ không lên đó là nó phải có cái giò này nè anh em thấy không anh em thấy chưa thì là cái nó phải có cái, anh em mua cái thùng này nè là, là nó phải có cái giò cái giò sen cái này là cái, ta kêu cái búp sen đó thì cái thẻ thuốc này nè anh em múc ra là 5 muỗng cà phê muỗng cà phê là mời muỗng mình uống nước đá đó anh em múc ra 5 muỗng anh em để trong cái thùng này ha để trong cái thùng này anh em múc nước múc nước anh em để vô đây đầy cái thùng này thì anh em múc vô 5 muỗng cà phê thuốc này ha rồi anh em mới thả vô trong này ha. thả thuốc vô đây anh em quậy cho nó đều hết con gắn mình bằng ngày nó nằm nó nằm đóng cục đó con gắn bằng ngày thì nó nằm đóng cục bằng đêm nó mới mới bò mới mạnh thì trong 5 ngày một lần anh em tứ ngay chăng chỗ đó anh em tứ lên mình đó nha anh em tứ lên mình đó trơn một ngày anh em chỉ tứ một thùng này thôi năm ngày anh em tứ một lần gắn mình nhiều hay ít số lượng mình tứ chung gắn ướt đó thì mình tứ bằng cái thẻ thùng thuốc này là 5 ngày anh em tứ một lần nhưng mà anh em nhớ cho kỹ nha 10 bữa trở lên anh em hả cho ăn con gắn mình nó mạnh nó bóng lửa đâu đó đàng hoàng nó bóng rồi anh em mới cho ăn cho anh em đừng có nên cho ăn sớm Cho ăn sớm là con rắn của mình Nó vẫn còn trở lại y chủ Không bao giờ xử lý đường ruột nó hết Tại vì con rắn của mình Rắn thiên nhiên mình đem vô chuồng nuôi Thì mình là phải Cho nó ỉa đái sạch sẽ đường ruột nó Mình mới tạo đường ruột nó Mình sổ cho nó con mực Mình cho nó uống Đặng cho nó mát đường ruột đường ruột lại Còn cái đèn miệng dưới đường ruột của nó Nó bị bệnh thì thằng này nó chỉ đây Rồi á Anh em á <laughs> nhớ cho kỹ <laughs> mình nói cho anh em hiểu nè <laughs> trong 5 ngày sau bỏ một ngày thứ nhất tới ngày thứ năm anh em phải đâm cỏ mật với cái thuốc này con cu đồng <laughs> anh em cho nó uống lại một lần nữa 5 ngày anh em chú một lần trong nửa tháng là anh em phải làm 3 lần một ngày một lần thứ nhất là mình không kể mình kể là lần thứ hai là 5 ngày sau lần thứ ba là 10 ngày lần thứ tư nữa là 15 ngày coi như là từ mình mua về cho tới ngày mình thần cố gắng đạt yêu cầu lại là đúng bốn lần anh em mình dặn rồi anh em hiểu rõ chưa còn cái thẻ thuốc này đây thì anh em nhớ coi cho kỹ nữa. nó nó chữ đó vậy đó còn nó trị bệnh như thế nào đó mình cũng đã nói giải thích cho anh em rồi rồi cái clip này mình tạm ngưng tại đây ha rồi mình sẽ làm bên cái clip chuồng con gắn nuôi con gắn con liền bây giờ luôn mình không chờ lâu mình làm liền bây giờ cho anh em coi luôn